Dạ, xin chào quý vị khán giả thân thương của kênh Trang Eo TV. Chị Trang gan quá. Em không dám để xe cho ai chạy á. Sao cái xe này thắng không được vậy? Lúc mà thắng không được là tim muốn hoảng hồn luôn á. Rồi thắng không được thì cũng á nha, cái thắng chân này bạn quay phim ở lại đây coi nè. Cái thắng chân á. Nè, nó hết chân luôn nè, thấy không? Nè, thắng mà thắng đạp thẳng chân luôn nè. Đạp mà nó muốn xuống đường luôn, rớt cái chân ra luôn rồi còn cái thắng nè. Cái giây phút á mà chị dừng ở đây là cái gì đây? Cái em cột. Cái này là em cột hay hai cột? Dạ em ban đầu em có dán lại cho nó đỡ xúc cái mặt nạ nó ra, xong cái bên đây nó bị xúc kẹo cái nên cột mà. À. Mà cái con kia này nó đi nắng quá chắc giờ nó cũng giãn dữ lắm nè, thấy không? Nó giãn lắm mọi người. Mà cái giây phút mà hồi nãy chị bóc cái thắng á, mà chị cảm giác nó vô đến đây mà sao cái xe nó vẫn chạy, xong chị tính là dừng ở đây nè. Mà sao tự nhiên nó lên đây luôn, cái xong chị đạp cái chân mà cái chân xong mà thấy nó đi được hay quá vậy. Dạ tại em kết hợp lùi số nó giảm tốc cái gì. Cái gì lùi số giảm tốc? Em kết hợp lùi số cho nó giảm tốc. Nó thấy không, bóc thắng mà nó không vẫn đi luôn nè. Ghê chưa? Này chị dắt lên cho. Dắt không nổi à. Dắt không nổi à. Mình đi một tí xíu thôi mà chị hơi hoảng hồn nha. Hơi hoảng hồn á. Dạ xin chào quý bà cô chú anh chị kênh Trang FTP. Hôm nay thì em Dưỡng với lại em Danh. Dạ hai hoàn cảnh mà hôm rồi Trang có chia sẻ với quý bà cô chú anh chị, mà trong suốt 2 năm qua Trang đã theo đồng hành với hai em. Hai em thì là mồ côi ba mẹ từ hồi học cấp 2 rồi. Hai em thì đang ở với một người cô, cũng chỉ làm dọn vệ sinh. Khi mà có khách gọi thì cô sẽ đi lau dọn vệ sinh. Còn hai em là coi như là tự lực cánh sinh á. Coi như là em Dưỡng là anh thì vừa đậu đại học, bây giờ là đang học học kỳ 2 năm nhất rồi. Là được tuyển thẳng luôn, vô học viện hàng không luôn. Dạ ưu tiên xếp tuyển. Đó, dạ còn em Danh là đang học lớp 11. Thì vừa rồi lúc mà Trang chia sẻ trên kênh YouTube của Trang thì rất là vui là được nhận được sự yêu thương ủng hộ của quý ông bà cô chú anh chị. Rồi được tham sư phụ Khương Dừa và quý ông bà cô chú anh chị kênh Khương Dừa cùng xem nữa. Rồi đang xem xét cho em trong cái chương trình học đồ đổi đời. Chưa biết là được hay không, nhưng mà thôi cũng là một cái tin vui cho hai em. Thì bữa rồi lúc mà Trang qua nhà hai em á, Trang có lúc Trang đi về thì Trang có thấy chiếc xe. Mà lúc đó Trang cũng hơi dở, là lúc đó đúng ra thì Trang chỉ nhắc hai em là đi cẩn thận thôi, chứ chị không có biết là cái mức độ nó nghiêm trọng tới mức này. Hôm nay là hai em, Trang có hẹn hai em qua đây, nhưng mà hai em qua sớm, mới đi học về qua luôn ha. Dạ em, dạ. Em mới đi học về em đón em qua. Xong rồi cái hồi nãy nắng quá, thành ra Trang có đặt đồ ăn cho hai em ăn. Cái xong rồi mới mượn cái xe chạy thử một vòng. Bà Nguyên Vương nước canh me. Trời ơi, thiệt quá trời sợ luôn. Ngoài cái xe này còn hư ngoài cái thắng này, thắng tay hư nè, thắng tay hư, thắng chân hư. Rồi cái mặt nạ này nè, nó muốn rớt ra rồi. Thì còn cái gì nữa không? Đèn sao? Dạ cái đèn xe của em nó hơi mấy bữa nay nó hết cháy luôn, nó không có sáng. Rồi đèn xe nó không cháy. Dạ. Rồi còn gì nữa? Còn gì hơn nữa? Rồi. Rồi lâu lâu thường xe người ta hay đi bảo trì với thay nhớt, em có đi thay nhớt không? Thay nhớt với là phải thay nước mát gì á. Như em lâu rồi em chưa thay nhớt hả chị? Là cái xe này thiệt ra là hồi xưa giờ là bao nhiêu lâu em chưa đi bảo hành? Như gần lần thay nhớt gần đây nhất của em là cũng được nửa năm rồi. Nửa năm là năm đầu năm nay hả? Hơn nửa năm rồi. Là năm ngoái. Mà bây giờ xe này cũng là xe hiệu Honda. Xe Honda thì bền á, nhưng mà chị Trang không biết là mấy cái linh kiện á thì không biết là bây giờ họ còn cập nhật không, thì chị không biết. Tại vì có khi là cái xe của mình nó đời lâu quá rồi, giờ đời mới á, họ không có cập nhật lại mấy cái linh kiện cũ. Nhưng mà mình cứ ra Honda mình hỏi thử coi nó làm sao. Chứ cái này là phải thay nhiều lần, cái này thay. Còn cái máy thì sao? Cái máy chạy có mạnh không? Cái máy chạy vẫn ổn. Yeah. Số đồ là như số chạy như là vẫn thường. Vẫn được đúng không? Chứ như cái xe của chị Trang là mua từ hồi lúc chị Trang học đại học á, năm nhất đại học. Chạy đến giờ thì mình có hết ga luôn á, thì người ta đạp xe đạp người ta vẫn qua mặt mình. Cái đó là do máy đó xuống. Hôm nay thì chị Trang hẹn hai em qua là có một chuyện, một tin vui cho hai em. Là có bữa giờ đầu tiên là có một số của chú anh chị Mạnh Thường Quân Thương có gửi thêm số tiền để cho hai em hỗ trợ về sinh hoạt phí. Tức là chị Trang cũng có chia sẻ là chị Trang muốn gửi để hai em đi học tiếng Anh đó. Thì xíu nữa chị Trang sẽ liệt kê sau có số tiền đó là gửi phong bì cho hai em. Rồi một cái tin vui lớn một tí xíu nữa là có một cô là cô Ái Vân, cô có liên lạc với chị và muốn gửi tặng cho hai em một chiếc xe máy mới.
À, xe mới luôn nha. Rồi còn cái số tiền dư của cô gửi sau khi mình mua xe rồi mình làm hồ sơ thủ tục xe thì chị Trang nghĩ là sẽ sửa cái xe này cho hai em. Tại vì chị Trang nghĩ đây cũng là một chiếc xe kỷ vật của ba để lại cho hai em, thì mình sẽ sửa lại mới. Như cái nào mà nó không sửa được nữa phải thay đi thì bắt buộc mình phải thay ha. Chưa là sao mà mình muốn giữ lại kỷ vật như cái mặt nạ này nè, em muốn giữ lại thì giữ lại đó. Thì đây là cũng là chiếc xe là kỷ vật của ba xưa giờ, thì cái máy nó còn tốt thì sửa lại, còn chiếc xe mới thì để cho hai em thay phiên nhau. Như em chạy chiếc kia thì em nhanh đi chiếc này, ví dụ ai đi nhiều hơn thì mình nên đi xe mới. Còn như bé Danh thì bé Danh ví dụ như hôm nào đi học mà một mình em á thì em đi xe này đó. Em biết chạy xe chưa? Dạ, rồi có bằng lái xe chưa? Dạ chưa. Vậy là chị đây để chị đăng ký cho hai em đi học luôn. Em là đến tuổi được không? Được tuổi. Dạ, bao nhiêu mới được? Chị Trang nhớ hình như là lớp 10 á. Lớp 10 rồi chị Trang đã có bằng lái xe rồi đó. Phải hả? Đúng rồi. 18 lớp... tuổi mới được. Để dạ. Bằng lái xe. Ủa chị? 18 tuổi mới được lái xe. Xe này là trên 50 rồi. Xe này là trên 50 rồi. Vậy em chưa được lái xe đâu. Coi như anh dưỡng lái xe thôi. Nhưng mà thôi mình cũng chuẩn bị, mình cũng có xe để có gì đi học, có gì đi gần nhà thì cũng đỡ. Rồi bây giờ thì sớm á, bây giờ đến 1:30 bên cái chỗ làm bán xe á, chỗ Honda nó mới ấy. Bây giờ một là vô nhà chị nghĩ hay là chị đi tút cho hai em nha, lột xác cho hai em. Yeah. Chứ bữa chị qua thì cũng có nhiều cô chú anh chị, với là chị cũng thấy là nhà nó cũng hơi nóng, một phần là do cái máy tôn. Thì cái số tiền mà cô chú anh chị gửi á, thì xíu nữa chị tổng kết chị đưa cho hai em thì chị sẽ chắc là chị sẽ trích ra một phần để chị sửa cái tôn ở lại cho nó không có bị mục nước với là nó nóng quá, thì cái đó mình sẽ bàn sau ha. Yeah. Thì một cái nữa là chị muốn tút hai em là bây giờ mình cá tóc cho nó gọn lại xíu, cho nó cao lên xíu cho nó mát mẻ thôi đó. Thì với lại cắt như vậy mình sẽ thấy mặt mày mình sáng lạng hơn. Bây giờ còn đang rảnh nè, còn nửa tiếng đang rảnh trước khi 1:30 nè. Bây giờ chị cho ha, có cái tiệm cắt tóc nam ở đầu đường của chị ok lắm. Chị thấy mấy anh ở trong nhà của anh chị là hay ra đó cắt á. Giờ ra tuốt cho hai em nha. Mình chỉ cần cắt cho nó sáng, nó cao lên là nó mát mẻ, nó đẹp rồi. Thử không? Thử biến hình nha. Dạ. Chứ giờ hai em hay đi cắt tóc là em dưỡng chở em Danh đi hả? Dạ, cắt tiệm gần nhà với lại cắt tiệm quen. Người ta lấy có 30.000 một lần cắt. Ừ, nhưng mà mấy em đưa kiểu cho họ cắt hay sao? Không, cắt kiểu bình thường hay cắt thôi chị. Cắt gọn lên phía trên, tỉ trên thôi. Hôm nay thấy bữa mới quay mà hôm nay em dưỡng thấy có cắt ngắn lên đó, nhưng mà nó cũng dài ra, nó cũng mấy à. Em Danh này cũng có cắt lên xíu nè. Nhưng mà hôm nay mình thử ra tiệm cái mình nhờ mấy anh nó tư vấn cho mình cắt mấy kiểu nào mà nó cao cho nó sáng cái mặt mình á. Mình đừng để máy mất công có mồ hôi, trời Sài Gòn nó nóng mà. Mình thử kiểu một lần thôi, còn nếu mà mình thấy cái kiểu tóc này nó không hợp thì tuần sau tóc nó dài ra là bình thường nha. Xíu nó quay lại với lại Trang sẽ là hai bạn thanh niên rất là đẹp trai. Rồi bây giờ thử ha, trong lúc mình chờ đợi đi sửa xe đi. Dạ, xíu nữa sẽ chia sẻ với bạn quý mà cô chú anh chị một ngoại hình mới của hai em sau khi đi cắt tóc. Dạ, giờ đang đợi hai bé dưỡng với mấy Danh, hai em đi cắt tóc về. Dạ, tuần này á, thì ngày thứ bảy là thứ sáu thứ bảy chứ thì Trang với lại sư phụ Khương Dừa với lại các anh chị em sẽ tiếp tục đi quay chương trình Học Để Đổi Đời tập số 4 mùa 2 cho bé Thanh Hằng ở Bình Thuận. Dạ, bé Thanh Hằng cũng là một thí sinh rất là ấn tượng của Ngôi Sao Miệt Vườn mùa rồi. Bé mới 13 tuổi thôi mà hát siêu hay luôn của chú anh chị. Dạ, và với hoàn cảnh của bé rất là khó khăn, thành ra là đợt này Học Để Đổi Đời thì anh ủa rồi đẹp trai vậy, mới đi cắt tóc về quý mà cô chú anh chị nhìn khác hẳn không, nhìn khác hẳn à. Cái này là có muốn gel không? Dạ, cái này có muốn wax một xíu. À, cái này nếu mà em có thể vuốt qua một bên cũng được đúng không? Cái này tóc này nó hơi dựng quá thành ra tưởng bị giật điện. Không, nhưng mà dễ thương, sáng sủa. Sáng sủa rồi em Danh sao? Dạ, đó, sáng sủa. Đâu quay đằng sau á, trời ơi. Đâu quay lại đằng sau, đâu quay một vòng. Lên luôn á. Đâu bạn có phim quay cận một vòng cho mọi người cùng thấy cái mà hiện giờ là gì ta? Mà dáng mạo mới hả? Hình dạng lột mới. Lột xác, nhưng mà sáng sủa hơn. Sao lúc mà cắt thì thấy ok không? Cái này là mẫu của mấy anh đưa cho em hay sao? Đây chị cắm cái video nha. Đây là cái mẫu của mấy anh đưa cho em hay sao? Dạ, mấy anh khuyên em thì cái đầu em cắt hợp cái ba loại thì một là Mohican, hai là laser, ba là loại này em cũng quên tên rồi. Xong anh nó có
nói với em á là nếu cắt không Mohican á thì nhìn sẽ hơi ngố một xíu. Còn laser là cái mẫu em cũng đang để. Là cái kiểu mẫu mới. Thử mẫu mới. Thì cái này chị Trang nghĩ nếu mà em thích á, này anh đang trẻ thẳng đúng không? Em thích em có thể dán một bên được, nhìn nó sẽ hiền hơn. Còn này là nó dễ thương với nhẵn giống tuổi của em. Đó, em dành hôm nay là cũng đẹp trai ha. Đẹp trai bảnh bao quá bộ. Cái này vuốt gel cũng được, còn nó không á mình chỉ cần vuốt cho nó sát xuống cũng được nữa. Ok, rất là trai, ưng ý. Đi lộn sát thôi. Đây, bây giờ đợi tí xíu nữa mình đi lấy xe, chị Trang sẵn sàng bài cho mấy em. Đây là cái cửa hàng của chị Trang hôm nay em được ghé, nhỏ xíu vậy thôi nhưng mà được cô chú anh chị yêu thương cái mua cái gọi điện cho chị Trang. Chị Trang giao hôm nay cho mấy em lựa, coi như một món quà mừng cho mai, mừng cho hai em được lên đời, vừa lên đời vừa có xe mới, vừa có một cái ngoại hình mới, tóc mới. Cho em lựa đó, em muốn lựa là cũng được. Này là cái granola, là cái mới của bên nhà chị nè, là ngũ cốc yến mạch kèm các loại hạt sờ khô trái cây. Cái này ăn kia cũng được, mà này em đi làm, em đi học á, em nó bụng bỡ cặp cái chiều em múc em ăn, cho này có cái muỗng sẵn luôn đó. Cái này cũng được. Thích ăn nào thì chị đang lấy. Có cơm cháy nè, khô bò nè, khô bò thì có khô bò nguyên miếng đó, khô bò miếng nhỏ nè, rồi khô bò sợi nè, đó nhiều lắm. Rồi khô bò que, khô bò lúc lắc, cái này là que nè, que là dạng cây dài nè đó. Cơm cháy cho hai em lựa đó. Cái này lần trước chị cho em ngon hả? Cái đó là mực tẩm xé sợi nha. Xé sợi ăn với cơm đúng rồi. Cái này ăn cơm nóng cũng được, ăn cháo nóng cũng được, em ăn không cũng được luôn. Thích này ha. Rồi lấy một bịch này cho em luôn. Rồi lấy một bịch mực tẩm xé sợi cho hai quý khách nè. Nữa đi, hai món. Cho bé Danh bên này, bé Danh lựa đi. Bé Danh thích món gì? Hôm bữa là chị Trang tặng cơm cháy phải không ta? Cơm cháy với mực xé sợi đúng không ta? Khô gà với bữa giờ Trang tặng khô gà với mực xé sợi. Rồi em muốn thử món nào nữa cho em lựa? Em muốn thử cơm cháy. Hay thử cơm cháy, nói gì nữa không? Này đó, bạn quay phim muốn tặng cho hai bé món gì nữa không? Không biết, này để hai bé thử chứ. Bữa giờ trước giờ chị Trang có tặng khô bò cho em ăn chưa? Chưa hả? Rồi đây, tặng cho em khô bò que. Cái này là dạng khô bò que là mảnh á. Cái này em mang đi học cũng được, ăn ở cái nhà cũng được. Chia sẻ được nha, khô bò miếng chia sẻ không được. Tại biết sao không? Chị quay phim thì gợi ý là tặng khô bò miếng. Mà biết sao không? Khi mà khô bò miếng là nó nguyên miếng bự đây nè. Em mà đi học hay đi làm á, mà em kéo nguyên miếng bự này ra là đâu có mọi người nhìn thì sao em chia, có người chia miếng lớn miếng nhỏ kỳ lắm. Trong khi cái này em mở đem ăn, cái em mời mọi người bóc một xíu cũng được đó, dễ thương. Rồi đây chị gửi tặng là để hai em ăn nha. Chúc mừng hai em đó, chứ phải cảm ơn cô Ái Vân Nguyễn rất là nhiều. Cô Ái Vân là xem kênh của chị Trang xong rồi là ủng hộ cho hai em, coi như gửi tiền cho chị Trang để hôm nay mình đi mua xe máy. Rồi chứ số tiền còn dư thì như chị Trang gửi là chị Trang nghĩ là sẽ sửa xe của em Dưỡng. Dạ thôi bây giờ mình ra đi, chị Trang nghĩ là giờ ra mua xe là kịp rồi đó. Đúng rồi, còn có một món quà nữa là của một cô Mạnh Thường Quân ở quận Bình Thạnh. Rồi lúc mà cô tặng là cô gọi đi, cô mua hàng với chị Trang xong rồi cái cô gọi điện cho chị Trang, cô rất là thương hai em luôn. Cô nhắc chị Trang đó, một đó là phải coi cái xe của hai em để đi sửa, chứ cái đó nó nguy hiểm với lại tính mạng lắm. Nhiều khi cái xe nó vậy nó thắng không được cái lỡ gì ở ngoài đường, em không phản xạ kịp. Mà bữa chị Trang đi quay chương trình Học Đời Đổi Đời với anh Phương Tỉnh, hôm nay mới về thì nó mới gọi hai em qua liền được. Thì hôm nay mình đi mua xe liền, xong rồi cái cô gọi cho chị Trang để cô gửi cái này cho hai em. Cái này là cái kim từ điển để các em học từ vựng tiếng Anh á. Bây giờ thay vì là hồi xưa em phải mò từ điển phải kiếm đúng không, thì bây giờ em có thể mang theo cái này, cái có từ mới em có thể mở lên em kiểm tra từ điển đó đó. Rồi xong ở đây nó cũng sẽ có những cái game, những cái trò chơi về từ vựng tiếng Anh, giống như đưa cho mình là từ này có 6 ký tự cho em đoán, gợi ý đó, cũng rất là hay để em coi từ. Cái này là mới nguyên luôn á, mới nguyên luôn á đó. Xong rồi có cô gửi cả sách hướng dẫn, cả đồ sạc cho em đầy đủ luôn. Thì có cái nào không biết thì em cứ hỏi chị đây nè, có sách hướng dẫn đầy đủ luôn, nguyên một bộ của cô gửi cho em luôn. Dạ xin cảm ơn cô khán giả ở đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh rất nhiều. Cô thì cô giấu tên nên chị Trang không có chia sẻ tên của cô thôi, nhưng mà cô lúc nào cũng sẽ xem nick của em hết ha. Đây là cái món quà gửi tặng cho hai em thì hai em dùng. Rồi cái này là của cô ha. Rồi bây giờ mình ra mình nhận một món quà khủng coi như một ngày trọn niềm vui cho hai em luôn. Nhưng mà cũng thương hai em, tại xưa giờ thì từ lúc mà mẹ mất giờ thì hai em cứ quanh quẩn với nhau rồi, đâu có dịp
được gọi là gì ta, được yêu thương bản thân mình như vậy đâu, nên là hôm nay là tốt lại cho hai em để hai em nhìn vô gương thấy mình cũng đẹp trai, thấy tự tin hơn đúng không, mạnh dạn hơn đúng không. Rồi bây giờ mình đi mua xe nha, ra lấy xe nha. Ok, dạ xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất là nhiều đã theo dõi clip này, đã cùng chia vui niềm vui với lại em Dưỡng với em Danh. Và bây giờ thì Trang sẽ dẫn hai em ra để nhận cái món quà của cô Ái Vân ở nước ngoài gửi tặng cho hai em, đó là một chiếc xe máy mới để phục vụ cho cuộc sống của em, cải thiện cho cuộc sống của hai em tốt hơn. Cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất là nhiều, hẹn gặp lại clip tiếp theo, bye bye.